Rồi, xin chào các anh em, rất là vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Thì trong video này á cũng là chuyên mục nói về các tín hiệu RS232, 485 và 422 luôn, nhưng mà chuyên mục này là chuyên mục nâng cao hơn. Thì mình sẽ khai thác thêm một số tính năng cũng giống như là một số yêu cầu mà các anh em đang cần giải đáp. Thứ nhất, về một thiết bị mà chuyển đổi cổng COM sang Ethernet á, thì mình đã giới thiệu rồi. À, thường thì anh em thấy á, là một số thiết bị như cái cổng chuyển đổi như USB COM mình đã giới thiệu ở video trước á, thường ra chợ mình hay mua được cái dạng này, chuyển từ cổng COM sang cổng USB và cài đặt phần mềm ở trên PC. Nhưng đối với một số thiết bị với cái gọi là khả năng phát triển như ngày nay á, thì thay vì sử dụng cổng USB á, thì họ sẽ thay bằng cái cổng Ethernet, có nghĩa chuyển từ tín hiệu series sang Ethernet. Nhưng mà tại cái máy tính này á là mình vẫn sử dụng khai báo cổng cam ảo với cái phần mềm mà của hãng hoặc là của thiết bị cuối cùng đây nè. Có rồi, để giải đáp một số thông tin về một số cái vướng mắc của anh em khi mà sử dụng cái model này á, cũng giống như tận dụng triệt để cái tính năng của nó, thì hôm nay mình sẽ có một số cái thông tin như sau. Thứ nhất là câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ví dụ như nếu mà mình kết nối một máy thông qua cái cổng RS232 vô cái bộ endpoint này á và kết nối lên máy tính á, bình thường thì kết nối một máy, nhưng như thế nào nếu nhiều máy kết nối cùng một lúc và có thể kết nối được hay không? Một ví dụ điển hình là tại cái phía cuối này á, mình đặt một cái máy in có giao tiếp series đi, thì sử dụng một bọt vô trong này RS232, thì một bọt 232 này á nó có thể tương tác với nhiều máy tính được không? Nó có thể kết nối nhiều máy tính được không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai đặt ra là, mình sẽ qua một chút. Rồi, khi mà trong một cái đường truyền á, khi mà kết nối với thiết bị của mình á, mình có thể là kết nối tiếp với nhau, ví dụ tín hiệu 1, tín hiệu 2. Đó, ở dưới này kết nối tiếp với nhau á. Và ở phía trên đầu bên kia mình sẽ có hai cái máy điều khiển, mình tạm gọi là máy 1 và máy 2, hot 1 và hot 2. Thì hai cái thông số này á, ở hot 1 á mình khai báo là 9600 tốc độ, ở thiết bị cuối cùng mình sử dụng RS485 này á là 9600. Cái con hot 2 á tốc độ là 4800, còn thiết bị 2 này á 4800 luôn. Thì câu hỏi đặt ra là có thể hai hot này thông qua cái bộ endpoint này mình có thể giao tiếp với thiết bị, hai thiết bị này hay không? Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi cuối cùng đặt ra là, trong một lúc thì có bao nhiêu máy, ví dụ như mình có bốn hot này thì có thể là truyền một lúc cả hai hot gửi xuống tín hiệu được không, và cái thứ tự nó ra sao? Đó, thì ba câu hỏi chính ngày hôm nay mình sẽ giải đáp nó là như thế nào. Tại vì khi mà mình kết nối cổng COM với một máy thì nó đơn giản, nhưng một số trường hợp anh em ở nhà máy á, mình sử dụng cái cổng COM mình kết nối cho một máy tính đi, ví dụ chỗ này là một cái máy in hoặc là một cái máy sử dụng giao thức RS232, nhưng mà trên này mình viết một cái phần mềm gọi là phần mềm Visual Studio, mình tự tạo giao diện luôn, mình in luôn, thì mình có nhiều cái máy tính thì mình sẽ tương tác với nhau như thế nào, thì mình cùng giải đáp nha. Rồi, quay trở lại câu hỏi đầu tiên, đó chính là cái việc kết nối nhiều máy vào cái bộ này để truy cập cùng một lúc thiết bị máy in ở dưới này hoặc thiết bị sử dụng giao thức RS232 được không? Được. Cái vấn đề nằm ở đây á, là cái bộ mà các anh em kết nối vào á, nó có hỗ trợ cái tính năng đó hay không? Thì trong cái con MOSA của mình ở endpoint là nó gọi là cái tính năng max connection, có nghĩa là nó kết nối được nhiều thiết bị. Ví dụ như nó kết nối được tối đa 4 hot. Đó, ví dụ như vậy thì bốn hot này á, bốn máy tính này đi, nó cùng truy cập vào con này và có thể là lấy dữ liệu từ một con main. Đó là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai và một tính năng rất quan trọng, đó là khi mà các anh em mua một thiết bị á, đó, một thiết bị cái này mình qua. Một thiết bị thì nó sẽ có cái con endpoint ngay chỗ đây và cái thiết bị 1, thiết bị 2. Mình tạm gọi máy in 1 và máy in 2 tại vị trí này. Thì máy in 1 á mình có tốc độ là 9600, máy in 2 có tốc độ là 4800, sử dụng giao thức RS485 bus. Rồi kết nối vô con endpoint này.
Đó, nhưng mà cái máy tính hot một mình á, mình lại khai báo cổng com ảo chỗ này á, cổng com của nó á, là 9.600, nhưng mà cái hot 2 á là mình khai báo 4.800. À, thì tại sao? Thứ nhất á, mình muốn cái hot một này truy cập vào cái device một, cái hot 2 này á truy cập vào device 2. Có nghĩa là cái hai tốc độ khác nhau, thì con của mình á, nó có đáp ứng được tính năng đó hay không? Thì xin thưa là có, nhưng mà cái thông số mình cài đặt như thế nào chỗ này để cho nó chạy được tính năng này á, thì mình cần là mình khai báo cái tốc độ chỗ này. Tốc độ chỗ này cần là bao nhiêu? Thì mình phải khai cái tốc độ là 9.600, có nghĩa là cái tốc độ cao nhất để nó truy cập vào cái con tốc độ thấp hơn. Đó, trong trường hợp này là cái con host 1 đây là nó gọi là có tốc độ 9.600, nó sẽ truy cập thông qua con endpoint này với thiết bị 1 có tốc độ này. Đó, khai báo 9.600. Còn cái con host 2 này á nó sẽ ra sao? Nó có truy cập được hay không? Đó, ngay chỗ này nè, bình thường á là mình sẽ không truy cập được trực tiếp xuống dưới này đúng không, nhưng mà thông qua bộ này á, khi mà mình đã khai báo cái đúng con số này rồi đó, thì nó sẽ truy cập được. Có nghĩa là mình bật cái tính năng gọi là cho phép cái tính năng điều khiển cái driver á, thì nó sẽ sẵn sàng truy cập được. Đó là hot 1 thông qua bộ này vào device 1, hot 2 thông qua bộ này vào device 2. Đó là tính năng mà một số anh em, rất nhiều anh em thắc mắc. Đó, nhưng mà đây là một tính năng rất là hay. Ví dụ như trong một cái đường truyền kết nối, mình sẽ mua một con này thôi, nhưng mà mình kết nối nhiều máy lại với nhau. Tại vì đây là RS485 cho nên là mình link được rất là nhiều thiết bị. Ví dụ như 4, 5, 6, 8, rất là nhiều nối tiếp với nhau, thì mỗi thiết bị nó sẽ có một cái tốc độ khác nhau, thì mình sử dụng tính năng này để mình khai báo. Mình khuyến cáo là chỉ từ 3 hot trở lại để mình sử dụng tính năng này thôi. Thường thì trong một đường truyền mình nên set nó là cùng một cái tốc độ cho nó đồng bộ hóa. Nhưng mà nếu mà trong một số trường hợp mà mình khó khăn, mình không thể nào mà mình set up đúng như thông số yêu cầu như vậy á, thì mình thay đổi, thì thay đổi khoảng 2 tới 3 thiết bị thôi. Có thể nhiều hơn được, nhưng mà nó khuyến cáo dưới 4. Rồi, đó là mình giải đáp câu hỏi thứ hai. Đó, rồi câu hỏi thứ ba đó là trong một lúc thì có bao nhiêu host có thể truy cập vào cái bộ này. Có nghĩa là trong ví dụ này á, host 1 và host 4 mình á cùng gửi tín hiệu xuống cái con endpoint này để mình ra lệnh in đi, thì nó sẽ ra sao, và cái endpoint này nè, cái con mà bộ đây sẽ trả lời như thế nào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay vào một cái tính năng. Thứ nhất á, đầu tiên á là nó sẽ có hai khái niệm, điểm này tới điểm kia. Có nghĩa là point có nghĩa là một yêu cầu và một trả lời, có nghĩa là máy nào yêu cầu trước thì nó sẽ trả lời trước, máy nào yêu cầu sau thì nó sẽ trả lời sau. Còn thứ hai là nó sẽ theo kiểu á là nhận đồng thời cái yêu cầu của cả hai, nhưng nó sẽ ưu tiên cái vị trí đầu tiên, ví dụ như cái host 1 trước và cái host 4 sau. Thì mình sẽ đi lần lần nha, mình nói cái đầu tiên trước. Thứ nhất là một yêu cầu và một phản hồi. Ví dụ host 1 ở đây là đầu tiên cái dấu màu xanh đây gửi yêu cầu, có nghĩa là gửi lệnh tới xuống cái con này, dưới này là một cái máy in nha. Thì cái thứ hai nó sẽ trả lời lại ngay lập tức, đó là phản hồi lại cái yêu cầu của host 1, có nghĩa là à, tôi đã nhận và tôi sẽ in hay làm gì đó. Rồi tiếp theo cái host 4 này, nó tới phiên cái host 4 này nó gửi á, thì tất nhiên là cái host 4 này nó sẽ gửi sau nó khoảng 1-2 mili giây hoặc là 1-2 giây gì đó, hoặc là bấm trong cùng một giây, nhưng mà cái tốc độ truyền của nó rất là nhanh, thì nó sẽ nhận cái con host 1 trước. Giờ tới host 4 nè, host 4 thì nó cũng nhận tín hiệu vào đây và nó cũng phản hồi lại host 4. Đó là cái chức năng nó gọi là một yêu cầu và một phản hồi, anh nào tới trước và anh nào tới sau. Tiếp theo nữa là nhiều cái yêu cầu cùng lúc, có nghĩa là anh 1 yêu cầu và anh 2, anh 4 yêu cầu luôn, thì nó sẽ xử lý như thế nào? Thì nó sẽ xử lý cái 1 trước và nó sẽ xử lý cái 4 sau. Thì thời gian nó xử lý cũng nhanh lắm, không có chậm đâu. Tùy thuộc vào cái mình kết nối được bao nhiêu thiết bị ở dưới này, ví dụ như 5 thiết bị hay là 10 thiết bị gì đó. Nhưng mà chỗ này một thiết bị thì tốc độ nó sẽ không chênh lệch là mấy. Đó, cho nên là anh em biết được á là nó rất là đa năng và cái công dụng chỗ đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ nói đến một cái tính năng, cái này mình nói thêm thôi. Đó là khi mà mình kết nối cái thiết bị này nè, mình kết nối một cái máy in dưới này, nhưng mà cái chỗ này á
là cái Ethernet này nó bị vấn đề là bị mất kết nối đi. Đó, thì con một số model á, nó sẽ không hỗ trợ tính năng này, nhưng mà riêng trong cái con Enpoch mình sẽ giới thiệu á, mình sẽ có tính năng này. Thứ nhất, như anh em biết á, là đầu tiên á, ở một cái host hoặc một cái máy tính á, nó sẽ thành lập một cái kết nối, có nghĩa là từ cái host nó sẽ gửi một yêu cầu kết nối vào cái con Enpoch này, kết nối với máy in. Tiếp theo nữa là nếu mà khi mà xảy ra cái tình trạng cái dây này á, hoặc là cái mạng này nó bị hư đi, thì nó sẽ sao? Nó sẽ hư nè, nó bể nè, hư nè, thì cái con này hot nó sẽ bắt đầu check, gửi lại cái thông tin check một lần nữa là đang bị trường hợp gì, còn sống hay là có bị sao hay không. Và nếu mà cái con này á, số 1 số 4 á, nó không phản hồi về đây, thì cái host này nó sẽ tự động reconnect, có nghĩa là cứ liên tục bắt kết nối, tạo kết nối, tạo kết nối liên tục. Có nghĩa là mục đích này là sao? Khi mà một số model nó không có tính năng này á, là nó ngắt luôn, nó không có tính năng tự bắt lại khi có mạng. Đó, đây là một tính năng cũng rất là hữu dụng khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị này. Đó là một số cái tính năng nâng cao của cái bộ chuyển đổi từ cái cổng COM, có nghĩa là từ cổng COM sang TCP/IP á, sang Ethernet. Đó, mình sẽ quay lại cái hình đầu tiên. Đó là cái chức năng chính của bộ này. Đó, thì nó sẽ chia ra nhiều dòng khác nhau, như là mình có thể biết được á, một số dòng á, nó có thể là từ cổng mình chia thành. Các anh em đợi mình chút, mình sẽ vào cái file này để cho anh em thấy cái gia đình của em ghét như thế nào, và gia đình em thọt chứ, xin lỗi. Rồi, ok. Thì trên cái hình này á, mình có cho anh em biết được đó là đây là một số cái model thông dụng mà nó chuyển đổi từ cái cổng COM sang TCP/IP, có nghĩa là chuyển thành cổng COM ảo đó. Thì cái phần này á, đối với cái thiết bị này nó có nhiều cái model tùy thuộc vào cái nhu cầu thôi. Thứ nhất á, cái model tiêu chuẩn này á thuộc dạng model series A5000 á, 5000A đó hoặc là 5000, thì nó sử dụng rất là nhiều và mình cung cấp rất là nhiều model này. Thứ hai nữa, nó cũng có tính năng thật sự đây nè, các anh em thấy ngay chỗ này nó sẽ có cái một cái cổng là gọi là cổng COM, trên này cổng Ethernet kết nối bằng có dây đó, vậy thôi. Cái chức năng thứ hai nữa, một cái con loại khác á, thì nó sẽ phát sóng wireless luôn, có nghĩa là không cần nối dây Ethernet từ điểm này qua điểm kia. Còn cái loại thứ ba này á, loại này á, là chuyên sử dụng cho môi trường chống cháy nổ, môi trường khắc nghiệt một chút. Loại thứ tư này á, là cái loại cũng là Enpoch, mà cái loại mà nó chuyên về bảo mật, có nghĩa là anh em chuyển từ cái cổng COM này đúng không, sang TCP/IP, mà có nghĩa là chuyển đi từ xa thông qua mạng Ethernet á, cái nó có dây á, thì nó sẽ mã hóa cái gói tin đó, nó bảo mật hơn cho anh em. Đó, về cái thằng này nè, về cái bạn này á, mình sẽ nói trong một cái số khác, cũng là RS-232 và 485, cái mục nâng cao luôn. Đó, mình sẽ trao đổi sau. Tiếp theo nữa là cái dạng rack này mình đặt trong tủ, hoặc là cái dạng mà nhiều bọt hơn, ví dụ như dạng này là 8 bọt, 16 bọt, vân vân. Thì đối với cái dạng 16 bọt nó cũng sẽ chia ra là cái dạng là nó bảo mật. Đó, mình sẽ chia sẻ thêm một số cái hình ảnh về cái module này. Thứ nhất, đây là cái module là 16 bọt đây. Đó, anh em thấy là 56016 đó, nó sẽ phía sau nó sử dụng cái cổng là giao tiếp là cái cổng RJ45, nhưng mà thật chắc ra nó vẫn là cái tín hiệu nó RS-232. Đó, ok, cho anh em coi. Đây là cái con là 4 bọt, nó có màn hình trên này mình chỉnh luôn. Đó, rất là tiện dụng. Đây, 4 bọt đây. Rất là tiện dụng. Đó, đó là một số hình ảnh mình muốn giới thiệu với anh em. Đó, con Enpoch 16 cổng đây. Anh em đừng lầm tưởng á, cái cổng này là cổng Ethernet nha. Người ta có ví dụ ở chỗ này á, là serial port, có nghĩa là người ta thay đổi cái cổng vật lý chỗ này, thay vì DB9 như cũ á, thì họ đổi mới thành cái cổng RJ45. Đó, cổng Ethernet mới là bên này nè. Đó, còn cái con 16 bọc này thì cấp nguồn 100 cho tới 240 VAC thì thuộc, mình có thể là thay đổi cái chỗ này cũng được. Nó có 16 bọc này. Đó, ok. Thì đó là một số con này có hỗ trợ những cái tính năng vừa rồi mình nói hay không. Đối với cái dạng model thông thường á, thì nó không có hỗ trợ đâu, nhưng mà các anh em cần á, thì hãy gọi trực tiếp đến cái số của mình á, nó có xuất hiện trên màn hình, hoặc là các anh em có thể là truy cập lên trang web
trang chủ của nó, trang Mosa này á, các anh em tìm hiểu một số cái dòng Enport 5100 hoặc là 5100A hay là gì đó thì mình sẽ biết rõ hơn về những cái tính năng chi tiết của nó. Tất nhiên khi mà các anh em muốn nhanh mà không muốn mất nhiều quá thời gian á thì mình có thể là gọi trực tiếp đến mình qua số điện thoại ở phía dưới mình có để, mình sẽ tư vấn rất là rõ ràng đúng với cái nhu cầu thực tế của anh em đó. Thì trong cái mục này mình có rất là nhiều cái loại này, wireless nè, sử dụng trong công nghiệp nè, loại này cũng trong trong công nghiệp luôn nhưng mà cái tính năng của nó là phổ thông thôi đó, com TCP server TCP client đó, nó đến TCP client client và server thì mình sẽ trình bày ở một bài khác nha. Đó, ok, các anh em có thể là lên trang này, trang mosa.com á để tìm những thiết bị mà phù hợp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.